Chào các bạn, tôi đang ở cửa hàng Zatec Mobile mà trên tay tôi đang là chiếc ốp nâng cho chiếc điện thoại Sony Xperia Z từ Nhật Bản. Chiếc ốp nâng này thì khá là đặc biệt vì bởi vì được nhà sản xuất ra với mục đích rằng là khi ốp vào vẫn có thể sử dụng chung với đốc sạc. Thì đây là hộp sản phẩm nguyên của nó, thì ở đây bao gồm có cả miếng dán màn hình. Trong phụ kiện hộp thì có miếng dán màn hình với chiếc ốp và cái khăn lau, và bao gồm cả miếng gạc để giúp cho hỗ trợ trong việc dán màn hình. Thì đây là sản phẩm này được làm từ hãng sản xuất Trinity ở đây và được sản xuất từ nhà máy đặt tại ở Trung Quốc. Và ở đây có ghi rằng là được thiết kế ở Japan, designer Japan là thiết kế từ Nhật Bản. Thì sau đây tôi xin mở ra để giới thiệu cho các bạn xem. Đây là chiếc ốp, còn ở bên trong này thì có thêm miếng dán màn hình ấy. Đây là một số phụ kiện giấy lau và những cái băng keo dính để hỗ trợ trong việc dán. Thì miếng dán này thì được giới thiệu là có khả năng chống khuẩn và trong suốt. Còn đây tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc ốp đây. Ốp này siêu mỏng và chỉ có dày có 0,35 mm, chính vì vậy nên có thể khi ốp vào vẫn có thể dùng được với đốc sạc. Thì đây là chiếc ốp trong suốt, ở các góc cạnh thì đều được đục và khoét lỗ để hỗ trợ trong việc sử dụng chiếc điện thoại. Ở bên này là chính là nút nguồn, các bạn có thể để ý ở đây chính là cái nút tăng giảm âm lượng. Ở dưới góc cạnh này có khe loa, và ở đây là có cũng là loa. Ở bên cạnh này thì đây có một số cái khe cắm và được đục lỗ quét cẩn thận. Chiếc ốp này thì tuy mỏng nhưng mà khá là bền, nó cảm giác nó dẻo dẻo này. Đây tôi sẽ thử ốp, hướng dẫn các bạn luôn việc ốp với cái chiếc ốp này. Đây, trên tay tôi bây giờ đang chiếc điện thoại Sony Xperia Z, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng. Thì đầu tiên các bạn phải để ý rằng là chúng ta phải để tì lên phía cạnh ở trên trước, ở dưới này có khe này các bạn sẽ để sau. Bạn hãy tì lên phía cạnh trên trước và hãy để khít vào trên. Sau đó tiếp theo thì ở bên cạnh phải có nút nguồn, thì các bạn hãy để ý cho nút nguồn vào khớp trước. Sau khi đã vào rồi thì các bạn sẽ để ý xuống phía dưới này và thật là nhẹ nhàng để từng cạnh một. Đầu tiên là một cạnh bên phải, các bạn hãy cho vào một chút, sau đó xuống cạnh bên trái. Sau khi đã vào rồi thì các bạn hãy ấn tay xuống và chiếc ốp sẽ bám rất là chắc chắn, cảm giác cầm cũng thoải mái. Phía mặt sau thì hay là mặt thì cái ốp này nó làm kiểu dạng nhám nhám, vì vậy nên không có dạng kiểu bám vân tay hoặc là bám bụi bật. Sử dụng những cái nút chức năng này đều được làm rất là tinh vi và sắc sảo. Đây các bạn có thể nhìn thấy được nó rất là chuẩn với cái nút nguồn, hoặc là những cái cắm thì đều có thêm những cái được đục thêm những một cái rãnh nhỏ để hỗ trợ trong việc sử dụng. Ví dụ như tôi sẽ mở thử cho các bạn xem đây. Sử dụng vẫn bình thường, và khi ốp vào sử dụng vẫn hầu như là không có trở ngại gì cả. Ở trên là chỉ cần khe để cắm loa tai nghe đây, mọi thứ vẫn bình thường, sử dụng rất dễ dàng. Cạnh này, và đây là điểm đặc biệt chính là cái khe để có hai điểm tiếp xúc với đốc sạc thì được đục lỗ ra để hỗ trợ trong việc sạc.
Thì đối với chiếc này thì khi ốp vào cảm giác cầm rất là dễ và không bao giờ có chuyện. Ở đây tôi có một chiếc đốc sạc. Bây giờ tôi sẽ thử thử cho các bạn xem sử dụng chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 10 có ốp, cái chiếc ốp siêu mỏng này kết hợp với đốc sạc. Riêng các bạn hãy để một cạnh ấn một cạnh trước cho ấn còn lại tiếp theo. Đấy. Sau khi các bạn cắm vào và các bạn thấy vẫn nhận và đang sạc pin bình thường. Đây chính là điểm đặc biệt của chiếc ốp này. Còn đây là chiếc ốp tại thời điểm hiện tại thì là chiếc ốp duy nhất mà sử dụng chung với đốc sạc được. Vâng, đối với chiếc ốp này thì sẽ có 3 màu. Đây màu này thuộc dạng kiểu trong suốt, một màu đen và một màu tím. Thì hiện tại trên đây thôi là chiếc màu trong suốt. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.